Rất cảm ơn quý vị đã vẫn giữ băng tần 57.6 và 16.8 của hệ thống truyền hình VBS. Tiếp theo sau đây là phần tin châu Á với những tin sau đây. New Zealand tuyên bố không cử nhân viên ngoại giao tham dự Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh. Tỷ phú Nhật Bản Maezawa bay vào vũ trụ, hoàn thành ước mơ thời thơ ấu. Lào xây đường xe điện trên cao, nợ Trung Quốc 6 tỷ Mỹ Kim. Lãnh tụ Bắc Hàn kêu gọi giới chức quân đội tuyệt đối trung thành. Và sau đây là phần tin chi tiết. New Zealand tuyên bố không cử nhân viên ngoại giao tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Phó Thủ tướng Greg Robertson ngày hôm nay tuyên bố sẽ không cử đại diện ngoại giao cấp bộ trưởng tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sẽ diễn ra vào tháng 2 tới đây, viện dẫn lý do ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Tuyên bố trên được công bố sau khi Hoa Kỳ thông báo việc không cử viên chức chính phủ tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 vì xuất vụ Trung Cộng vi phạm nhân quyền. Phó Thủ tướng New Zealand khẳng định đó là quyết định của chính họ chứ không tùy thuộc quyết định của chính phủ Hoa Kỳ. Theo ông, việc đi lại trong mùa đại dịch hiện nay là hết sức bất lợi đối với sức khỏe của con người, đồng thời xác nhận đã thông báo quyết định trên với giới chức thẩm quyền Trung Cộng tại Bắc Kinh. Thưa quý vị, bộ ông tỷ phú Nhật Bản tên là Maezawa đã bay vào vũ trụ, hoàn thành ước mơ thời thơ ấu của ông. Tỷ phú Nhật Bản, ông Yoshiko Maezawa cho biết gần như không thể giữ được nỗi phấn chấn một ngày trước khi tham dự chuyến bay vào trạm vũ trụ quốc tế. Khi thực hiện chuyến bay quanh mặt trăng đầy tham vọng với SpaceX của Elon Musk, theo kế hoạch sẽ được thực hiện vào năm 2023. Tổng cộng 46 ông trùm thời trang và nhà sưu tập nghệ thuật đã tham dự cuộc huấn luyện tại Trung tâm Vũ trụ Ngoại vi thành phố Moscow vài tháng gần đây trước khi trở thành du khách được phóng lên trạm vũ trụ ISS. Ông Maezawa sẽ ngồi trong phi thuyền không gian Soyuz phóng từ Baikonur của Kazakhstan vào ngày mai cùng với phụ tá Zoro Hirano, người sẽ ghi lại cuộc hành trình cùng với nhà du hành vũ trụ người Nga là ông Alexander Mishkin. Tuyên bố tại Baikonur trước chuyến du hành vũ trụ kéo dài 12 ngày, ông Maezawa cho biết chuyến bay vào vũ trụ là giấc mơ thời thơ ấu của ông. Tại cuộc họp báo diễn ra trước chuyến bay, ông Maezawa tâm sự rằng ông thích bầu trời đầy sao với các thiên thể và cảm thấy may mắn khi có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Trong 100 ngày huấn luyện, ông Maezawa đã thích thú với chuyến bay hình parabol nhưng vất vả học tiếng Nga để giao tiếp với các huấn luyện viên và mong được ăn sushi khi trở về trái đất. Ông Maezawa sẽ là du khách tư nhân đầu tiên của SpaceX du hành mặt trăng khi mà các công ty thương mại như là Blue Origin của ông Jeff Bezos mở ra kỷ nguyên du hành vũ trụ dành cho những khách hàng giàu có. Ông Maezawa là cái tên quen thuộc ở Nhật Bản nhờ sở thích mô phỏng lực cơ và siêu xe riêng. Ông Maezawa sẽ là công dân Nhật Bản đầu tiên bay vào không gian kể từ khi mà ký giả Toyohiro Akiyama đến thăm trạm vũ trụ Mir vào năm 1990. Quay sang nước Lào thì nước này xây đường xe điện trên cao nợ Trung Cộng 6 tỷ Mỹ Kim. Trung Cộng có 70% cổ phần trong liên doanh Trung Cộng và Lào theo thỏa thuận ký kết năm 2015 là đơn vị xây dựng tuyến đường hỏa xa dài hơn 620 dặm nối liền thành phố Cung Minh ở Tây Nam Trung Cộng và thủ đô Vientiane của Lào. Theo South China Morning Post, thì chính phủ Lào sẽ trả dần 30% phí tổn xây dựng đoạn đường dài 260 dặm tại lãnh thổ của nước mình, tiền vay của Trung Cộng. Tuyến hỏa xa được thiết lập sẽ mở rộng để nối với Thái Lan, Malaysia và Singapore đã buộc hơn 4.500 gia đình cư dân Lào phải di tản để nhường đất xây dựng đường hỏa xa. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình cho hay nước này sẵn sàng giúp cho Lào thực hiện các dự án theo sáng kiến vành đai và con đường ký kết giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng dự án hiện đại hóa một trong những quốc gia kém phát triển nhất châu Á có nguy cơ biến Lào thành quốc gia chồng chất nợ nần của Trung Cộng, chiếm đến 68% tổng sản phẩm quốc nội. Theo Scott Morris của Trung tâm Phát triển Toàn cầu, thì dự án trên được coi là cơ sở hạ tầng công cộng của Trung Cộng được thiết lập ở một quốc gia khác.
Trong khi đó, thì một bản tin khác cho biết rằng là lãnh tụ Bắc Hàn đã kêu gọi giới chức quân đội tuyệt đối trung thành. Báo chí Bắc Hàn hôm nay dẫn tuyên bố của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un khẳng định rằng hệ thống giáo dục quân sự của nước này phải nỗ lực gấp đôi để đào tạo những sĩ quan tuyệt đối trung thành với đảng cầm quyền. Ông Kim Jong-un tuyên bố như trên tại hội nghị lần thứ 8 các nhà giáo dục quân sự của quân đội Bắc Hàn tổ chức tại Bình Nhưỡng, nhắm tới việc đào tạo các chỉ huy quân sự tuyệt đối trung thành với đảng cầm quyền ở Bắc Hàn. Hội nghị cũng đặt ra một số trường hợp được cho là sai lệch trong việc giáo dục quân sự vì thiếu nhận thức về tư tưởng nhưng không nêu chi tiết. Ông Kim Jong-un đang chuẩn bị kỷ niệm 10 năm cầm quyền tại Bắc Hàn vào tháng này, thưa quý vị. Và đó là phần tin châu Á. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, một lần nữa chị em chúng tôi sẽ trở lại ngay với phần tin Việt Nam. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.